Chào tất cả các bạn, chúng ta tiếp tục bài số 7 trong chuỗi các bài giảng về giới hạn dãy số cũng như là giới hạn hàm số. Bài số 7 này, thầy sẽ đề cập tới một số bài hơi nâng cao về tính giới hạn hàm số. Chúng ta đã trải qua 6 video, nếu bạn nào chưa xem thì có thể vào kênh YouTube Toán cấp 3 xem lại các video. Thì bây giờ thầy sẽ đề cập lại một số các vấn đề mà chúng ta đã xử lý ở các video trước. Thầy sẽ bắt đầu ở video số 4, đó là chúng ta bắt đầu xử lý dạng vô định. Cụ thể chúng ta đã xử lý dạng 0 chia 0, những bài cơ bản nhất của dạng 0 chia 0. Thứ nhất đó là đa thức chia đa thức. Đối với bậc 2 thì chúng ta có thể lấy máy tính chúng ta bấm nghiệm ra. Nếu đối với bậc 3 hoặc là bậc cao hơn, chúng ta dùng sơ đồ Hopf nghe chúng ta xử lý. Chúng ta cũng đã tiến hành là nhân liên hợp để đưa về đa thức. Sau khi đưa về đa thức rồi thì chúng ta xử lý như là câu 1. Nhân liên hợp, chúng ta có nhân liên hợp bậc 2, nhân liên hợp bậc 3. Chúng ta đã xử lý bài là bắt thêm bớt, sau đó chúng ta nhân liên hợp. Ở bài số 5, thầy có đề cập tới cách là nhận dạng là khi nào nó chính là cái dạng là vô cùng thì vô cùng và khi nào là không phải. Bởi vì chúng ta có hai kiểu làm chính, đó là rút và liên hợp. Thì khi chúng ta biết được đâu là dạng vô định thì chúng ta sẽ xử lý nó phù hợp và chính xác. Bài số 6 là một số cái bài tổng hợp. Bây giờ quay lại bài số 7, chúng ta lướt sơ một số bài tập ngày hôm nay chúng ta sẽ xử lý. Đầu tiên là câu 1. Những bài này đều là dạng 0 chia 0, chứa vừa căn bậc 2 vừa căn bậc 3. Chúng ta phải thêm bớt và nhân liên hợp. Và câu số 1 này, đây là những bài về nghiệm đơn. Thì những video sau thầy sẽ đề cập về nghiệm kép. Câu số 2, và câu số 3 là chúng ta có thể làm quen thêm một cách nữa, là chúng ta đổi biến trong việc tính giới hạn căn 4, căn 5. Chúng ta đi vào câu số 1. Việc đầu tiên trong khi chúng ta làm tính giới hạn là chúng ta thay cái giá trị đây, dù dương vô cùng, âm vô cùng hay là số, thì chúng ta cũng nên nhẩm thử xem thử đó là dạng toán nào. Nếu mà gặp bốn dạng vô định thì chúng ta tìm cách ta xử lý. Còn nếu những dạng thông thường thì chúng ta sẽ làm trực tiếp. Đầu tiên thay một lên tử, thay một xuống mẫu, thì chúng ta nhận thấy đây chính là dạng 0 chia 0, vừa chứa căn bậc 2 vừa chứa căn bậc 3. Như vậy chúng ta không thể nào liên hợp cùng lúc, chúng ta phải thêm bớt hạng tử và chúng ta tách ra như sau. Chúng ta hình dung thay một vào căn thứ nhất thì ngay đây nó sẽ được là giá trị là căn bậc 2 của 4, đó chính là số 2. Như vậy ở đây chúng ta còn trừ cho 2, cộng 2. Thay số 1 vào căn bậc 3 này thì cái rõ ràng là đây là chính là căn bậc 3 của 8, thì nó cũng chính là cái số 2. Như vậy số 2 chính là số chúng ta cần phải thêm vào. Chúng ta chỉ việc trừ cho 2, cộng 2, và khi đó chúng ta tách thành hai biểu thức liên hợp.
Ở đây chúng ta có thể tách thành hai giới hạn, nhưng nếu không thích tách thì chúng ta có thể tiến hành chúng ta nhân liên hợp. Đầu tiên chúng ta nhân cái cụm này, chúng ta sẽ được kết quả là 5 trừ x mũ 3 trừ 4. Và cụm thứ hai chúng ta nhân theo kiểu bậc 3, nó sẽ thành 8 trừ cho x bình trừ 7 chia cho a bình cộng ab cộng b bình. Ở dưới mẫu hiện tại nó để là đa thức, chúng ta báo máy ra hai nghiệm. Đầu tiên chúng ta đưa hệ số a số e ra ngoài, 2 x trừ đi nghiệm thứ nhất tức là x trừ 1 nhân x trừ đi nghiệm thứ hai là x trừ cho trừ 1 phần 2 là x cộng 1 phần 2. Ở đây chúng ta có thể là nhân số 2 vào cái biểu thức phía sau, nó sẽ thành là 2x cộng 1. Ở đây chúng ta bắt đầu rút gọn, 5 trừ 4 thì còn là 1. Ở đây 8 trừ 7 còn là 1. Chúng ta tiếp tục, 1 trừ x mũ 3 thì ngay đây nó chính là hẳn thức. Một trừ x, một cộng x cộng cho x bình, một trừ x bình chính là một trừ x nhân cho một cộng x. Một trừ x ở dưới x trừ một, như vậy chúng ta rút gọn, còn lại là trừ một. Thì tới đây nó đã mất dạng 0 chia 0. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc là thay 1 vào biểu thức là chúng ta có được ngay kết quả. Thay 1 vào, trên tử ở đây là 3. Dưới mẫu 5 trừ 1 là 4, như vậy là 22, như vậy là ở đây là 3/4. Chúng ta cộng tiếp, thay 1 vào, trên tử là 2. Ở dưới mẫu 4 cộng, ở đây là cộng 4, và phía sau là cũng là 4. Dưới mẫu trừ 3, như vậy đáp số là trừ 11/36. Ở bài này nếu chúng ta không làm như thế này thì tới đây chúng ta có thể tách thành hai giới hạn. Cái giới hạn thứ nhất nó là liên,
và tương tự cộng cho giới hạn thứ hai, thì khi đó chúng ta cũng làm như thế này, chúng ta nhân liên hợp và chúng ta rút gọn cho x trừ 1, thì cách làm hoàn toàn tương tự. Chúng ta qua câu B. Đầu tiên chúng ta thay mẫu vào tử và mẫu, chúng ta nhận thấy ngay đây là căn bậc 3 của 1 là 1, bên đây căn bậc 2 của 1. Như vậy trên tử là 0, dưới mẫu là 0, thì đây là dạng 0 chia 0. Thì chúng ta thấy là vừa căn bậc 2 vừa căn 3 chúng ta không thể nào nhân liên hợp cùng với nhau được, thì chúng ta phải tách. Thì tương tự như câu A thì chúng ta phải thêm số, và cụ thể là chúng ta thêm bao nhiêu. Thay 1 vào căn bậc 3 này thì chúng ta nhận thấy đây chính là số 1, thì chúng ta chỉ việc là trừ đi 1 là xong. Trừ 1 thì chúng ta phải cộng 1. Đây là một cụm và đây là cụm thứ hai, thì cách làm hoàn toàn tương tự như câu A. Thì có vấn đề gì mà chưa rõ thì các bạn có thể là bình luận bên dưới video. Hai câu CD tương tự như AB. Ví dụ như câu C, chúng ta chỉ việc là thay 1 vào căn bậc 3 xem thử được giá trị bao nhiêu, thì chúng ta chỉ trừ đi số đó, cộng đi số đó là xong. Câu số 1 này, đây là những bài về nghiệm đơn nên chúng ta chỉ trừ đi số, thay 1 vào xem thử được bao nhiêu thì chúng ta trừ đi số đó. Thì những video sau thầy sẽ đề cập là những bài dạng không như không, nhưng mà nghiệm kép thì chúng ta không chỉ trừ đi số mà chúng ta trừ đi một biểu thức chữ x. Chuẩn bị qua câu số 2 và câu số 3, thì các bạn có thể là dừng video và làm thử câu số 2 cũng như là câu số 3, sau đó so sánh đáp số xem thử như thế nào. Chúng ta bắt đầu câu số 2A. Thay 3 vào trên tử là ngay đây là x trừ 3, tức là 0, ngay đây là 0, ở đây cũng là 0. Vì vậy đây chính là dạng 0 chứ 0. Bài này nếu chúng ta tiến hành nhân liên hợp thì rõ ràng cái biểu thức này khi nhân liên hợp thì dưới mẫu nó cũng sẽ dính đến số 0. Thì bài này nhân liên hợp vẫn được, nhưng cách làm đó thì nó sẽ dài hơn, là chúng ta sẽ làm thẳng như thế này. Đây chính là cái chỗ mà bị bằng 0, bên đây cũng chỗ bị bằng 0, thì chúng ta chỉ việc rút x trừ 3 ra ngoài, và thầy sẽ rút như sau. X trừ 3, 3 được x rút gọn còn lại là trừ 1. Như vậy ở đây nó còn là một cụm như thế này, thì thầy sẽ xử lý tiếp như sau. Tới đây để yên như thế này chúng ta phân tích cũng được, nhưng mà nếu rõ ràng hơn thì chúng ta nên làm thêm một bước, và chúng ta sẽ quy đồng lên. Quy đồng lên thì ngay đây chúng ta sẽ được là căn cộng 1. Ở đây thầy sẽ tách riêng ra,
Để cho chúng ta dễ hình dung. Bây giờ thầy bắt đầu phân tích như sau. Khi x đến tới 3 thì trừ 1 chia cho 3 cộng x, nó sẽ tiến tới là trừ 1/6. Thì bây giờ xuống đây chúng ta bắt đầu chúng ta nháp. Đây là trừ 1/6, tức là số âm. Trên tử, ngay đây sẽ là 0, ngay đây là cộng 1. Như vậy trên tử đây là 1, dưới mẫu đây là 0. Như vậy một số chia 0, đây là dạng một số chia 0. Thì chúng ta cần phải xét dấu tử mẫu để xem thử giới hạn nó là dương vô cùng, âm vô cùng hay là không tồn tại. Thì chúng ta bắt đầu xét dấu như sau. Tử là tử dương, mẫu, giới hạn mẫu là 0, nhưng mà mẫu nó luôn dương, bởi vì ở đây là x trừ 3 tất cả bình. Dù x tiến tới 3 cộng hay là 3 trừ thì mẫu nó vẫn là dương. Tử dương, mẫu dương thì cụm này nó sẽ là dương vô cùng. Dương vô cùng nhân cho một số âm thì đáp số bài này là âm vô cùng. Chúng ta qua câu số 2. X tiến tới 0 thì ngay đây sẽ là 1, ngay đây là 1, 1 trừ 1 là 0. Đây vẫn là dạng, đây là dạng 0 chứ 0. Căn bậc 2, chúng ta nhân tiếp căn bậc 3 như thế này thì chúng ta xử lý như thế nào? Chúng ta làm như sau. Có nhiều cách để làm và thầy hướng dẫn đây là một trong những cách đó thôi. Chúng ta cũng tiến hành thay bớt, thay số 0 vào thì ngay đây là căn 1 thì chúng ta cần trừ cho 1, cộng 1. Mục đích để chúng ta tách riêng cái biểu thức này ra, nhân căn bậc 3 vào thì chúng ta sẽ được như sau. Nhân căn 3 vào và chúng ta cộng thêm cho căn bậc 3 trừ 1. Tới đây chúng ta nên tách thành hai giới hạn để chúng ta dễ kiểm soát. Bây giờ chúng ta có thể là tiến hành nhân liên hợp bình thường. Cái cụm này nó không ảnh hưởng thì chúng ta cứ để yên đó. Và chúng ta nhân liên hợp như sau. Đây là a trừ b, chúng ta sẽ nhân cho a cộng b, như vậy nó sẽ thành là 1 cộng 2x trừ đi 1 thì nó sẽ còn là 2x. Như vậy sau khi nhân liên hợp nó sẽ là ra được 2x chia cho căn cộng 1 cộng cụm phía sau. Chúng ta cũng tiến hành nhân liên hợp theo kiểu bậc 3. Trên tử nó sẽ là 1 cộng 3x
trừ 1, 1 1 hết, còn lại là 7. Ở dưới mẫu, đầu tiên là A bình 1 cộng BX cộng AB và cộng cho B bình. Thì tới đây ít ít chúng ta rút gọn. Như vậy chúng ta đã triệt tiêu được dạng không chia không. Thì công việc còn lại chúng ta chỉ việc là thay số 0 vào. Và chúng ta có được kết quả. Ngay đây là 0, như vậy trên tử là 2. Duy mẫu 2 cộng ở đây trên tử là 3. Duy mẫu đây là 1 1 1 3. Vậy đáp số cuối cùng là 2. Bài toán này nếu chúng ta làm trắc nghiệm với bốn đáp án A, B, C, D thì chúng ta nên sử dụng công cụ Casio để hỗ trợ thêm. Thầy vẫn ưu tiên tự luận là số 1. Chúng ta phải biết cách là làm theo kiểu tự luận, tư duy tự luận. Nhưng cũng không thể phủ nhận Casio giúp chúng ta rất là nhiều. Và thầy sẽ làm một video về Casio trong việc tính giới hạn. Và bài này thầy chỉ nói sơ qua một vài ý thôi. Có nhiều kiểu để tính giới hạn này. Và thường thường thầy sẽ làm hai kiểu chính. Và kiểu thông dụng nhất đó chính là chúng ta cho x là một cái giá trị rất gần không. Ví dụ ở đây thầy có thể là cho ví dụ như là 0,0001 ấy hạn. Thì đó ra cái giá trị nó là số 2. Nếu bây giờ thầy cho ví dụ như 0,001 chẳng hạn thì đây là trừ 1,99 mấy, nó cũng rất gần 2 rồi. Ngoài ra chúng ta có thể là cho là 10 mũ trừ 7 trừ 8 hoặc là trừ 9 gì đó, ví dụ như trừ 8 chẳng hạn, đây sẽ là số 2 thay vì chúng ta phải nhập là 0,00001. Đây là mỗi cách mà thông dụng nhất trong việc tính giới hạn. Đương nhiên cách này nó cũng có những nhược điểm riêng và một số bài nó sẽ gây cho chúng ta cái sự nhầm lẫn và sai sót, nên chúng ta không có quá phụ thuộc. Chừng này chúng ta không có thời gian và những bài tính toán phức tạp thì chúng ta mới nên sử dụng. Chúng ta chuẩn bị qua câu số 3. Câu số 3. Hai căn khác bậc, một cái là căn bậc 4 và một cái là căn bậc 5. Thì ở những bài trên chúng ta đã có căn bậc 2, căn bậc 3. Vậy chúng ta tách ra hai. Sau đó chúng ta chăn liên hợp theo kiểu bậc 2 và bậc 3. Thì ở đây chúng ta cũng có thể là nhân liên hợp theo kiểu bậc 4 và bậc 5. Chỉ có điều biểu thức chúng ta nhân liên hợp nó có vẻ là hơi phức tạp hơn. Nên bài toán này thầy giới thiệu thêm một cách, đó là chúng ta tiến hành đổi biến trong cái việc tính giới hạn. Đầu tiên, thay số 1 lên tử, thay số 1 xuống mẫu thì chúng ta nhận thấy đây là dạng không chia không. Chúng ta tách ra như sau. Thay số 1 vào thì cụm này được giá trị là 1 thì chúng ta đem trừ 1. Tới đây để cho bài toán nó gọn gàng hơn thì thầy sẽ tách thành hai giới hạn. Đầu tiên thầy xử lý cái giới hạn thứ nhất.
thầy sẽ tiến hành thầy đặt đặt t bằng căn 4. Chúng ta mũ 4 là thế, như vậy suy ra t mũ 4 nó sẽ bằng là 2x trừ 1. Từ đây suy ra x nó sẽ bằng t mũ 4 cộng 1 chia 2. Thì chút nữa trên tử chúng ta sẽ chuyển về t, dưới mẫu chúng ta sẽ chuyển về t. Thì còn một vấn đề nữa là x khi tiến tới 1 thì t tiến tới bao nhiêu? Thì suy ra t ở đây x tiến tới 1 thì rõ ràng t nó sẽ tiến tiến tới là 1, chính là chỗ này. X tiến tới 1 thì ở đây là 2 trừ 1, vậy là căn bậc 4 của 1 thì là 1. Thì khi đó A nó sẽ trở thành ly T tiến tới 1 trên tử T trừ 1 dưới mẫu T mũ 4 cộng 1 chia 2 trừ đi 1. Thầy sẽ huy động lên luôn. Khi đó chúng ta sẽ được là T mũ 4 ở đây là cộng 1 trừ đi 2 thì còn lại là trừ 1, tất cả chia 2 thì thầy sẽ nhân 2 thành tử. Thì tới đây chúng ta đã đưa một bài chứa căn về đa thức, và khi chúng ta có đa thức như thế này thì một là chúng ta sử dụng hạn thức, hai là chúng ta sử dụng hóc nê để chúng ta chia. Ở đây chúng ta chỉ việc sử dụng hạn đa thức bình thường. T từ 1 T cộng 1 nhân cho T bình cộng 1. Ở đây chính là T bình trừ 1 nhân cho T bình cộng 1. T bình trừ 1 thì phải tách được như thế này. Thay 1 vào thì ngay đây sẽ được là 2 phần 4, tức là 1 phần 2. Tương tự thầy đặt B chính là giới hạn phía sau. Chúng ta đặt T là căn bậc 5 của x trừ 2, và cách làm hoàn toàn tương tự thì các bạn có thể là tự làm và xem như đó là một cái bài tập về nhà. Sau đó chúng ta suy nghĩ hai câu BC và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video số 8, một số bài toán nâng cao về giới hạn. Thì có vấn đề gì chưa rõ hoặc là cần trao đổi thì các bạn có thể là bình luận bên dưới video. Nếu các bạn thấy có bài toán gì về tính giới hạn nó hay lạ thì các bạn có thể là gửi mail về địa chỉ là toancấp3.edu.vn@gmail.com. Thầy sẽ tổng hợp lại và làm một video cho chúng ta cùng xem. Video số 10, thầy sẽ tổng hợp khoảng là 30 đến 40 câu trắc nghiệm về giới hạn hàm số cũng như là giới hạn dãy số để chúng ta ôn tập
trong cái đợt kiểm tra bút tiết cũng như là ôn tập học kỳ. Và đương nhiên những video này hoàn toàn có thể làm tư liệu để chúng ta ôn tập trong cái kỳ thi tốt nghiệp vào năm 12. Đó chính là video số 10. Còn các video tiếp theo số 8, số 9 thì thầy vẫn là đề cập đến những cái bài toán nhỏ, sau đó thầy sẽ tổng hợp lại sau. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại ở video số 8.